một người nước ngoài gây ra hai vụ đánh người, bồi thường 1,1 tỷ. Người thân của bị cáo đã bồi thường 1,1 tỷ đồng cho các bị hại, trong đó, một bảo vệ không liên quan đến bị cáo cũng được bồi thường 500 triệu đồng. Ngày 27 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Quê Ha, sinh năm 1983 tại Canada, 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Hồ sơ thể hiện từ nhỏ, Quê Ha cùng gia đình sống tại Canada. Từ năm 20 tuổi, bị cáo thường xuyên đến Việt Nam du lịch. Ngày 29 tháng 1 năm 2020, Quê Ha nhập cảnh và lưu trú tại chung cư The Vista Vớt Đưa Đường Phan Văn Đáng, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức. Ngày 8 tháng 4 năm 2020, tại khuôn viên chung cư, Quê Ha tức giận vì bị ông Gregory Lai Nathan nhắc nhở việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nên đã dùng tay đánh vào vùng đầu và vật ông này ngã xuống đất, gây thương tích 34%. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, dù không quen biết với chị truyền thông nhà nước nhưng khi được Timothy chưa rõ lai lịch, dù đi đánh chị này thì Quê Ha đã đồng ý. Quê dùng tay chân đánh cùng với người đi cùng gây thương tích cho bị hại 15%. Quê Ha khai khuya hôm đó, đón xe Grab đến quán bar Comas uống rượu cùng bạn bè. Do uống nhiều rượu nên Quê Ha không biết mấy giờ về. Khi đi ra ngoài đón xe về, Quê Ha gặp Timothy rủ đi đánh một phụ nữ. Quê Ha đồng ý rồi cùng Timothy đi ra bãi xe. Timothy lái xe bán tải, Ha ngồi ở ghế trước, ghế phía sau có thêm một nam thanh niên chưa xác định được lai lịch, cùng đi. Timothy lái xe theo một taxi đến trước tòa nhà Aqua 1, khu dân cư Vinhome Golden River, đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1. Timothy lái xe đi ngang qua và chỉ cho Quê Ha thấy chị N là người cần đánh đang xuống xe taxi rồi dừng lại. Quê Ha và nam thanh niên xuống xe, tiến lại chỗ chị N đang đứng. Quê Ha dùng tay đấm vào vùng đầu chị N 2-3 cái, còn nam thanh niên đi cùng dùng vật gì đánh bị hại thì Quê Ha không biết. Lúc đó có một phụ nữ khác đánh vào lưng thì bị Quê Ha quay lại đấm một cái trúng mặt. Quê Ha tiếp tục dùng chân đá, chị N thêm vài cái nữa, rồi chạy ra chỗ Timothy đỗ xe nhưng không thấy nên đi bộ đến cửa hàng tiện lợi Circle. Gần đó mua nước uống và nhờ nhân viên cửa hàng đặt xe Grab trở về căn hộ. Đối tượng đi cùng với bị cáo còn dùng hung khí tấn công người bảo vệ, sau đó người này tử vong. Theo lời khai của Ha cũng như camera ghi hình lại thì Ha không trao đổi, bàn bạc gì trước, không tác động gì đến người bảo vệ. Trước khi mở phiên xử, gia đình bị cáo đã bồi thường cho ông Gregory Lai Nathan 500 triệu đồng tiền cấp cứu, thuốc men, chi phí chữa trị và tổn thất tinh thần. Chị truyền thông nhà nước cũng đã nhận được tiền bồi thường 100 triệu đồng. Cha mẹ của nhân viên bảo vệ bị đâm không liên quan bị cáo cũng nhận bồi thường 500 triệu đồng từ người thân của Quê Ha.